Hello anh em, đã quay trở lại của Real Tech. Mấy hôm nay chủ đề được bàn luận rất nhiều, đấy chính là P5 Pro và cũng như là PC. P5 Pro thì nó cũng mới mở bán và cũng như là khá nhiều anh em đã tậu về rồi. Cá nhân mình là một thằng khá là thích chơi game AAA và mình cũng có khá là nhiều game AAA. Trước đây thì mình cũng đã có rất nhiều máy chơi game console rồi. PS4 Pro, rồi là PS4 thường, rồi là Nintendo Switch Lite, Switch thường, rồi là thậm chí là handheld PC như Steam Deck. Thì mình đã có khá là nhiều rồi. Thành thử là mình rất là hóng những cái kèo kiểu như là so sánh giữa PC và PS5 như nào, so sánh giữa PC với cả PS5 Pro thì nó ra sao. Nhưng mà sau khi mình làm những cái video kiểu đấy thì thường những cái comment đầu tiên mà mình đọc được đấy chính là sự vô nghĩa khi mà chúng ta so sánh giữa PS5 và PC, hay là so sánh giữa một cái console và một hệ thống PC gì đấy thì nó khá là vô nghĩa. Thực ra nếu mà chúng ta suy nghĩ nhanh một cái vấn đề gì đấy thì suy nghĩ nhanh cái vấn đề này thì đúng là nó cũng hơi vô nghĩa thật. Bởi vì dù sao thì PS5 hay là PS5 Pro nó cũng là một thiết bị thuần giải trí. Thế nên tất cả mọi thứ nằm ở bên trên nó đều hướng đến mục đích chúng ta là chơi game và giải trí. Đấy. Còn đối với cả PC, nó là một thiết bị đa dụng, nó sinh ra để làm rất nhiều thứ và trong đó có một nhiệm vụ của nó là chơi game. Thì việc so sánh nếu mà chúng ta suy nghĩ một cách nhanh chóng thì đúng là nó cũng hơi vô nghĩa thật. Đấy, không ai đi làm việc mà lại đi mua PS5, đấy, mà lại không ai chơi game độc quyền mà lại đi mua PC. Nhưng mà mình nói thật với cả anh em luôn là mình nghĩ là vẫn sẽ tồn tại một vài anh em, thực ra cũng không hẳn là một vài đâu, sẽ có nhiều anh em cũng sẽ có một cái suy nghĩ giống như là cá nhân mình. Bởi vì cái hồi mà mình đang dùng Mac Mini rồi là mình chỉ dùng Mac thuần á thì mình rất thiếu thiết bị chơi game và mình đã suy nghĩ đến một câu chuyện là hay là mình build một bộ PC, hay là mình sẽ mua một con PS5, sau đó mình ngồi so sánh nào là chất lượng chơi, chất lượng hình ảnh trong game như nào, FPS nó ra sao, rồi độ ổn định nó như nào. Mình nghĩ là cũng sẽ có nhiều anh em cũng có một cái thắc mắc ở trong đầu giống như mình, và đặc biệt là với những anh em nào mà chưa có một hệ thống PC, hay là anh em đang dùng những hệ thống như là Mac và cần một hệ thống để chơi game, anh em sẽ rất phân vân. Nhiều khi thì đúng là nó cũng vô nghĩa thật, nhưng mà đến khi chúng ta xuống tiền ấy thì chúng ta lại khá là vân vân. Cá nhân mình, sau khi mình trải qua khá là nhiều hệ máy console và cũng như là rất rất nhiều PC á, thì mình có một cái kinh nghiệm như này mình muốn chia sẻ với cả anh em trước. Thứ nhất là nếu mà như anh em nào chơi game eSports thì chắc chắn là chúng ta có thể loại bỏ ngay PS5 ra khỏi đầu, hoặc là mua thêm PS5 thôi. Còn PC nó là cái không thể thiếu và không thể tách rời đối với cả những anh em chơi game eSports. Đó, cái đấy là cái chắc chắn. Và cái thứ hai là nếu mà anh em nào mà thích chơi những tựa game AAA mà kiểu độc quyền hay bá cháy, rồi là muốn chơi trước những tựa game như kiểu là God of War, rồi là Final Fantasy, hay là những tựa game độc quyền á, thì PS5 sẽ là cái mà anh em nên chọn. Và cũng như có thêm một cái này nữa này, đấy chính là cá nhân mình cũng chơi game AAA, mình cũng chơi những tựa game đồ họa đẹp, mình cũng chơi những tựa game kiểu như là Monster Hunter rồi Final Fantasy các thứ. Nhưng mà mình lại có một đặc điểm chơi game AAA là mình không chỉ cày cốt truyện mà mình còn chơi co-op với cả bạn mình nữa. Thành ra là mình vẫn ưu tiên là mình chọn PC hơn. Còn đối với mình, console là để mình chơi theo kiểu chill chill là chính. Có một số game thì nó vẫn cho crossplay, kiểu như là chuẩn bị có Monster Hunter Wild thì chúng ta vẫn có thể chơi giữa các nền tảng với nhau được. Nhưng mà với những tựa game trước đây mình chơi game AAA ấy, thì để chơi co-op với nhau thì gần như là phải dùng cùng PC với nhau, hoặc là dùng cùng pad với nhau. Thành ra là việc mình chọn PC gần như là mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nhiều khi mình cũng hơi lăn tăn thôi, nhưng mà đến khi chọn thì mình vẫn chọn PC, và sau đó mình mua thêm PS, chứ mình không mua một mình PS. Và ok, bạn đã loại trừ ra được hai cái trường hợp đấy rồi á, thì bạn không có thiết bị để chơi game bởi vì bạn dùng những cái thiết bị làm việc mà kiểu như là một là nó yếu vãi chưởng, mà hai là bạn dùng Mac, thì bây giờ bạn muốn mua thêm một thiết bị chơi game thì chúng ta sẽ phân vân và lựa chọn như thế nào. Mình á, mình sẽ có thêm một cái kinh nghiệm nữa như này để anh em có thể lựa chọn nó một cách dễ dàng hơn. Nếu mà các bạn là một người dành khá nhiều thời gian để làm việc, các bạn ít có thời gian để chơi game, việc các bạn chơi game các bạn sẽ cần phải sự nhanh chóng, các bạn cần phải gọi là đặt đít vào là chơi được luôn, hay là bật màn hình lên là chơi được luôn, rồi chơi ở bất kỳ đâu, rồi là các thứ các kiểu ạ. Thì đối với cá nhân mình, những người mà không có nhiều thời gian để chơi game và phải rất chất chiêu lắm mới có thời gian để chơi game á, thì một thiết bị console sẽ là
một sự lựa chọn cực kỳ lý tưởng cho các bạn. Bởi vì console nó được tối ưu để một mình chơi game thôi. Thành ra là việc các bạn chơi game nó sẽ diễn ra rất nhanh. Ví dụ như là ngày xưa mình dùng con PS4 Pro á, mình chỉ cần cầm tay cầm lên, bật tivi là mình chơi game rồi. Ừ, nhanh cực kỳ nhanh luôn. Rồi, ngày xưa mình cầm con Nintendo Switch, mình chơi game, xong tự nhiên mình bận quá, mình tắt màn hình, mình vứt đấy. Xong ngày mai mình lại bật màn hình lên và mình lại chơi tiếp đúng cái đoạn hôm qua mình đang chơi. À, thì đấy là những cái điểm lợi của những cái thiết bị console ấy anh em. Anh em có thể chơi game rất nhanh, đặc biệt là những anh em nào mà không có nhiều thời gian thì thực sự là lựa chọn console là một sự lựa chọn nó quá tuyệt vời. Nhưng mà đối với cả những anh em nào mà kiểu try hard, giống như là cái hồi mình cày Monster Hunter á, mình cày rất try hard luôn. Có nghĩa là mình cày phải lên rank, rồi là cày lên rank nhanh nhất có thể, clear map nhanh nhất có thể, rồi cũng như là mình muốn master cái dual blade của mình, rồi là làm rất nhiều trò bên trong đấy. Thì thực sự là để try hard thì một thiết bị PC nó lại hỗ trợ cho mình rất nhiều. Bởi vì PC dù sao thì hình ảnh của nó cũng đẹp hơn PS. Đấy, tần số quét rồi là FPS của nó cũng cao hơn là PS. Thành ra là những cái phản ứng của mình ở bên trong đấy nó cũng nhanh nhạy hơn. Đó, rồi ở trong PC mình có nhiều công cụ để hỗ trợ cho mình chơi game hơn, đặc biệt là mấy cái tay cầm ấy. Đấy, rồi là chuột phím các thứ, nó nhiều thứ để hỗ trợ cho mình trong quá trình mình try hard hơn. Và với những anh em nào mà đã có một cái kho game ở trong Steam nó quá nhiều rồi thì chắc là không cần phải suy nghĩ quá là nhiều, đúng không? Còn anh em nào mà thắc mắc về câu chuyện là đồ họa ở trong game giữa những cái thiết bị console như ở PS5 Pro với cả là PC nó như nào, thì một thiết bị PS5 Pro bây giờ có giá khoảng 14-15 triệu, đúng không? 14-15 triệu gì đấy. Còn PC bây giờ mà build trong cái khoảng tầm 14-15 triệu thì nó cũng khá là yếu. Đấy, mà nếu mà để so với cả PS5 Pro thì thực tế với kinh nghiệm đã trải qua rất nhiều bộ PC với mình thì mình khẳng định với anh em luôn là nếu mà anh em build bộ PC tầm giá 15 triệu thì hình ảnh của nó chắc chắn là sẽ không đẹp như là ở trong PS5 Pro đâu. Nếu mà để muốn gọi là đẹp như là trong PS5 Pro thì anh em phải từ tầm giá 20 triệu đổ lên. Anh em xài một con đâu đó khoảng RTX 4070 thì đúng là đập chết ăn thịt con PS5 Pro luôn. Đấy, nhưng mà cái sự so sánh này thì nó khá là vô nghĩa, nó giống như là đầu video mình đã nói với cả anh em. Nếu chúng ta nhìn nhận một cách so sánh nhanh thì thực sự là so sánh giữa PS5, một thiết bị thuần chơi game, và so sánh một thiết bị đa dụng như là PC thì nó khá là vô nghĩa. Nhưng mà chắc chắn sẽ có một thời điểm nào đấy anh em sẽ phân vân ở trong đầu. Video này thì thực tế là mình sẽ muốn nói chuyện với cả anh em theo kiểu là chia sẻ cái kinh nghiệm sau khi mà mình đã dùng rất nhiều console và rất nhiều PC là chính thôi, để giúp anh em có được một cái sự lựa chọn nó chính xác. Còn nếu mà có tiền thì mình có mua PC hay là PS5 không, thì chắc là bây giờ nếu mà mình có tiền thì mình sẽ mua những cái thiết bị handheld nhiều hơn. Bởi vì thực sự là bây giờ thời gian của mình nó khá là hạn chế, mà để ngồi một chỗ chơi game thì bây giờ mình có con các thứ vào rồi thì ngồi thế chơi nó cũng khá là phản cảm. Đấy, thành thử là nếu mà được thì mình vẫn sẽ muốn là nâng cấp như kiểu là con Steam Deck. Đấy, nếu mà nó có phiên bản tiếp theo thì mình vẫn muốn nâng cấp con Steam Deck lên hơn là so với việc là mình đi so sánh giữa PS5 Pro với cả PC. Mỗi người một nhu cầu mà anh em. Thì ý kiến anh em như nào? Hãy comment phía bên dưới. Và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Realtek. Và sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.